Trần Minh Hải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào các bạn. Trong buổi nói chuyện hôm nay thì Trần Minh Hải xin phép được trình bày với bà con và quý vị khán giả về lá cờ đỏ sao vàng và tại làm sao ông Hoàng Duy Hùng khi nói về lá cờ đỏ sao vàng đã không đả động đến vai trò của Đảng Cộng sản. Mặc dù khi ông ấy nói về cái nguồn gốc lá cờ đỏ sao vàng thì rất là đúng, nhưng ông ấy luôn mồm khẳng định rằng đây là lá cờ Tổ quốc chứ không phải lá cờ của Đảng. Thế vậy giờ chúng ta, quan điểm của chúng ta về lá cờ này như thế nào? Nó là lá cờ của Tổ quốc một cách thuần túy hay là còn có những cái vấn đề gì nữa xung quanh cái lá cờ đỏ sao vàng này? Thì Trần Biên Hải cũng muốn tâm sự với bà con một chút. Thì trước hết nói về sự là ra đời của lá cờ này thì thưa với các bạn là vào tháng 7 năm 1990, hội nghị xứ ủy Nam Kỳ do đồng chí Tạ Uyên làm bí thư xứ ủy chủ trì tại cái xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, tức là ngày nay là tỉnh Tiền Giang ấy, nằm đề ra cái chủ trương phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân. Thế trong hội nghị này ấy, thì phải đã có một cái ý kiến được đưa ra là phải có một lá cờ để tập hợp hiệu triệu quần chúng xông lên chiến đấu một mất một còn với kẻ thù thực dân xâm lược. Thì đây là một ý kiến rất là chính xác, được hội nghị tán thành và đưa ra bàn bạc một cách chính thức. Thì trong khi bàn bạc thì có một đồng chí là nhớ lại vào năm 1931, trong một cái lớp huấn luyện ở trong tù, đồng chí Trần Phú là tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta, lúc đó có tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, thì đã đề cập đến, đồng chí Trần Phú đã đề cập đến là trong triển vọng cách mạng là sau này giành được độc lập sẽ thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và quốc kỳ sẽ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở chính giữa, với ý nghĩa là màu đỏ là của nền cờ, là biểu trưng cho tính triệt để chiến đấu của cách mạng. Ngôi sao vàng 5 cánh biểu trưng cho khối đại đoàn kết dân tộc, thì bao gồm các tầng lớp trong xã hội được đại diện, đó là sĩ, nông, công, thương, binh. Đấy. Thế thì sau khi thảo luận thì hội nghị xứ ủy đã nhất trí lấy lá cờ đỏ sao vàng làm cờ của cuộc khởi nghĩa, và nhiệm vụ vẽ mẫu cờ được giao cho đồng chí Nguyễn Hữu Tiến sáng tác mẫu cờ, và những lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên được may tại hiệu may bí mật nhà may Ba Lễ, một cái cơ sở cách mạng của chúng ta ở Sài Gòn. Thế thì đêm 22 dạng ngày 23 tháng 11, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã bùng nổ ở tỉnh Mỹ Tho, nơi nổ ra cuộc khởi nghĩa quyết liệt nhất là ở xã Long Hưng. Từ trong cao trào khởi nghĩa này, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho được thành lập và lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện. Sự kiện này được viết lại trong cái quyển là Mỹ Tho Gò Công, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Kỳ, xuất bản năm 2001, đã có viết là ngay trong ngày 23 tháng 11, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho được thành lập và tổ chức cuộc meeting có hơn 3.000 người tham dự tại đình Long Hưng để ra mắt nhân dân. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh xuất hiện trên ngọn cây bàng trước đình Long Hưng. Và từ Long Hưng, Mỹ Tho, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay khắp Nam Kỳ trong những cái ngày cuối năm 1940. Sau đó thì cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man, phong trào tạm lắng xuống, nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn hiện hữu trong cái trái tim của những người cách mạng, trong trái tim của nhân dân, động viên con người ta thúc vững bước trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Và sau này tại một cái hội nghị lớn, một cái sự kiện lớn, dấu mốc quan trọng nữa của lịch sử cách mạng nước ta, đó là tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Cao Bằng,
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 được triệu tập dưới sự chủ trì của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tại đây là hội nghị đã có những cái chủ trương, cái chỉ đạo chuyển hướng chiến lược cách mạng, tiếp tục đề cao vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng giải phóng dân tộc lên hàng đầu, và đã quyết định thành lập tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh đấy. Đấy, mặt trận Việt Minh được ra đời vào ngày 19 tháng 5 năm 1941. Thế là cả hội nghị Trung ương 8 và chương trình hành động của Việt Minh ấy, đều ghi rõ ràng là sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp Nhật sẽ lập nên chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ. Đấy. Thế thì thưa mấy các bạn, cái văn kiện đầu tiên ấy, để quyết định lấy cái lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ ấy, là năm 1900, đã có từ năm 1941. Thế thì cái lá cờ này ấy, thưa mấy các bạn, là bây giờ vẫn còn được lưu giữ tại cái lá cờ năm 41 ấy, vẫn còn được lưu giữ tại cái bảo tàng cách mạng Việt Nam ở tại Hà Nội. Thêm một sự kiện nữa, thì ngày 16 tháng 8 năm 1945 ấy, tại Tân Trào, Tuyên Quang, thì triệu tập quốc dân đại hội, thì đại hội đã tán thành quyết định tổng khởi nghĩa, là lập ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, quy định quốc ca là bài Tuyến Quân, Tiến Quân Ca. Đó. Nhớ là đúng là ngày 16 tháng 8 năm 1945 ấy. Và quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng. À, đây là văn bản đầu tiên quy định quốc kỳ. Sau đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến đồng bào cả nước, kêu gọi nhân dân ta tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thì trong có đó là có đoạn là gì ạ? Tiến lên dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên. Và vào ngày 17 tháng 8, một sự kiện rất là trọng đại đã xảy ra. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, một lá cờ đỏ sao vàng có diện tích lên đến 48 mét vuông, tức là một bề 6 mét, một bề 8 mét, được xuất hiện tại tiền sảnh nhà hát lớn Hà Nội, tạo nên một cái sự phấn khích rất là to lớn của quần chúng thủ đô. Thì theo như cái lời của ông Trần Lâm, một trong hai người trực tiếp kéo treo cái lá cờ đó, thì kể lại thế này: cuộc meeting bắt đầu khi lá cờ của chính phủ Bù Nhìn Trần Trọng Kim vừa được kéo lên, thì tôi và anh Nam cũng là mở lá cờ đỏ sao vàng từ tầng 2 buông xuống. Lá cờ to, rộng, sáng chói, nổi bật trên cao. Sự kiện này làm đảo lộn tình thế. Tất cả những người dự cuộc meeting đều sững sờ. Trong tay họ cầm những lá cờ nhỏ tự nhiên giơ lên vẫy vẫy và hò hét như sấm, như một luồng điện cực mạnh. Một cuộc khởi nghĩa tháng 8 đã lan nhanh ra cả nước trong rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Tiếp theo một sự kiện nữa cũng gắn liền với lá cờ đỏ sao vàng. Thế sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập năm ngày 2 tháng 9 năm 1945 ấy, thì quân tàu tưởng, tức là quân đội tưởng dưới thạch, đem theo bọn tay sai là Việt Quốc, Việt Cách, rồi Đại Việt, vân vân, thì từ bên Trung Quốc trở về nước, chạy theo về nước, thì ra sức chống phá chính quyền cách mạng. Thế dưới sức ép và dưới cái chống lưng của quân đội tưởng dưới thạch, thì bọn chúng đòi chính phủ Việt Minh phải nhân nhượng rất nhiều điều, trong đó có điều là phải thay đổi quốc kỳ, quốc ca. Thế lúc này Bác Hồ và Đảng ta đã để có những cái quyết định rất là sáng suốt trong cái điều kiện ngặt nghèo khó khăn của một nhà nước non trẻ đó, để giữ vững cái chính quyền nhân dân trong điều kiện nước ta vừa mới được giành được độc lập còn gặp vô vàn cái khó khăn. Thì Đảng, Chính phủ cũng như Bác Hồ đã thực hiện cái chính sách là tạo hòa hoãn với quân tưởng và nhân nhượng cho chúng một số việc. Phải nói là cái sự nhân nhượng của Đảng và của Bác lúc này rất lớn, như đồng ý cho
Việt Quốc, Việt Cách. 70 ghế trong quốc hội mà không cần qua bầu cử, rồi cung cấp lương thực và tiền bạc cho quân tưởng. Rất là khổ ở cái giai đoạn này. Nhưng mà chúng ta kiên quyết không chấp nhận cái việc thay đổi quốc kỳ quốc ca. Thế là cái việc này là tranh cãi cũng kéo dài, đấu tranh là rất là gay go quyết liệt. Là trong cái cuộc họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi bàn đến cái vấn đề này thì có nhiều ý kiến cũng rất là gay gắt. Các đại biểu của các đảng phái khác như là Việt Quốc, Việt Cách và Đại Việt thì cho rằng cái lá cờ đỏ sao vàng là cờ của Việt Minh, chưa đại diện cho các đảng phái ở Việt Nam. Lúc bấy giờ thì trước cái không khí vô cùng căng thẳng ấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giơ tay xin phát biểu ý kiến. Thế thì bác mới chỉ ngay cái lên cái lá cờ đỏ sao vàng đang treo trang trọng ngay phía sau đoàn chủ tịch, và người phát biểu như thế này: Thưa đoàn chủ tịch, thưa các vị đại biểu quốc hội, lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Lá cờ đó đã cùng với phái đoàn chính phủ đi từ châu Á sang châu Âu, từ châu Âu về châu Á, lá cờ đó đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào cả nước thì không ai có quyền đòi hỏi thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Không ai được xúc phạm đến lá cờ đỏ sao vàng. Thế màu cờ đỏ là tượng trưng cho xương máu của đồng bào ta trong cuộc đấu tranh chống đế quốc phát xít để có độc lập tự do của toàn dân, chứ không phải của riêng bất kỳ một đảng nào, phái nào. Thế là trước những cái lý lẽ vô cùng cương quyết của Hồ Chủ tịch thì bọn tay sai của Tàu Tưởng rất là hậm hực, nhưng cũng phải bất lực trước cái lý lẽ đanh thép của Bác Hồ và của chính nghĩa của dân tộc. Đến ngày 11 đến tháng 11 năm 1946 ấy, trong cái bản hiến pháp đầu tiên của đất nước ta đã ghi rõ quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là lá cờ đỏ sao vàng. Đấy. Và lá cờ đỏ sao vàng có cái lịch sử nó cũng thăng trầm như thế. Và từ khi nó ra đời thì gắn liền với nhiều cái sự kiện trọng đại của lịch sử cách mạng nước ta. Cụ thể là ngày 7 tháng 5 năm 1954 là trên nóc hầm của The Castry tại Điện Biên là lá cờ đỏ đã tung bay kiêu hãnh. Tiếp đó, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ đỏ sao vàng đó lại phấp phới tung bay trên nóc phủ tổng thống Ngụy, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh và sự sụp đổ hoàn toàn của cái chế độ tay sai Mỹ ở Sài Gòn. Thế thưa các bạn, thì chúng ta lưu ý có một cái điều là cái gì ạ? Cái đảng Việt Quốc, Việt Cách, mà không biết cái đảng nào ấy, là có một cái nhân vật mà ông Hoàng Duy Hùng gọi một cách rất là kính trọng, trang trọng và thân thương, đó là tôn kính lắm, đó là cụ Nguyễn Hải Thần. Nguyễn Hải Thần thực ra là một kẻ là gì ạ? Một kẻ vong nô bán nước, đã lịch sử đã được chứng minh. Và cái tư tưởng này muốn đổi quốc kỳ, tuy Hoàng Duy Hùng không nói ra, nhưng trong clip nói về lá cờ đỏ sao vàng, Hoàng Duy Hùng chỉ nói đó là lá cờ tổ quốc. Và hắn nói là lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của tổ quốc, chỉ riêng là của tổ quốc, của dân tộc. Thế còn lá cờ của đảng thì là lá cờ đỏ búa liềm. Và hắn khẳng định là cờ đỏ búa liềm là chính là cờ của đảng. Nhưng mà thưa các bạn, cờ đỏ búa liềm ấy là cờ chung của quốc tế cộng sản. Đấy là điểm thứ nhất Trần Nguyên Hải muốn khẳng định. Còn điểm thứ hai, sự ra đời của lá cờ đỏ sao vàng này là từ cái ý tưởng ban đầu
từ cái ý tưởng thôi, ở ban đầu đã là của những người cộng sản, mà cụ thể là ý tưởng ban đầu là của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra ý tưởng này năm 1931. Cho đến trước cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 thì Sứ ủy Nam Kỳ đã hiện thực hóa ý tưởng của đồng chí tổng bí thư, và từ đó lá cờ Đảng đã lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là sản phẩm của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã ra đời. Đây là lá cờ của cuộc khởi nghĩa. Cho đến năm 1941, liên tục hai văn kiện của Việt Minh đã hiệu triệu, đã thừa nhận và đã hiệu triệu và đã quyết định lấy lá cờ đỏ sao vàng làm cái lá cờ chính thức của Tổ quốc. Thế thì vậy thì rõ ràng là ai làm ra là lá cờ đỏ sao vàng, thưa các bạn? Từ ý tưởng và từ cái việc đưa ra lá cờ sao vàng và đưa nó vào cuộc sống, đưa nó trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh, từ một cuộc khởi nghĩa đã trở thành cái lá cờ của toàn dân, tập hợp hiệu triệu được toàn dân đứng lên để làm cách mạng tháng 8 thành công. Phải không ạ? Và đặc biệt là cái sự kiện ngày 17 tháng 8 mà Trần Viễn Hải đã trình bày đấy. Thế sau đó là có cái quá trình đấu tranh để bảo vệ cái lá cờ này, thì Bác Hồ của chúng ta đã từng nhấn mạnh là nói là gì ạ? Đó là lá cờ của toàn dân chứ không riêng, phải của riêng bất kỳ một đảng nào, phái nào. Phải không ạ? Lá cờ này theo chính phủ đi từ châu Á sang châu Âu, từ châu Âu sang châu Á và có mặt ở khắp đất nước Việt Nam. Trừ 25 triệu đồng bào cả nước, không ai có quyền đòi thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Không ai có quyền được xúc phạm đến lá cờ đỏ sao vàng. Như vậy là mặc dù là cái lá cờ của những người cộng sản làm ra, nhưng có cái điều là gì ạ? Cái ý tưởng làm ra là làm lá cờ cho Tổ quốc, nhưng sản phẩm này là sản phẩm của Đảng Cộng sản. Và với cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là vai trò lãnh đạo duy nhất, vai trò được lịch sử lựa chọn ấy, thì cũng không biết là từ bao giờ cái lá cờ này nó đi vào trở thành lá cờ, nó chuyển hóa một cách rất là tự nhiên chứ không hề kiên cưỡng. Nhưng cũng không phải là Đảng Cộng sản tặng lại lá cờ đó trở thành lá cờ của Tổ quốc. Không phải tặng lại, mà đây là lá cờ được ý tưởng ban đầu đã là lá cờ của Tổ quốc. Và trong quá trình hình thành, quá trình phát triển của cách mạng ấy, thì cái lá cờ này được lựa chọn, được chấp nhận một cách hoàn toàn là tự nhiên. Đấy. Cho nên ai đó mà nó nói lá cờ này là lá cờ của dân tộc, lá cờ của đất nước, của dân tộc thuần túy thì hoàn toàn không phải. Nó là xương, là máu của những người cộng sản. Đấy. Là ý tưởng ban đầu là xương, là máu và là sự chuyển hóa một cách tự nhiên, cái sức mạnh đấu tranh của quần chúng nhân dân hòa quyện trong cái ý chí mạnh mẽ giải phóng dân tộc của những người cộng sản lãnh đạo quần chúng nhân dân. Cho nên là bây giờ chúng ta coi nha, lá cờ Tổ quốc của chúng ta có vai trò rất lớn của những người của Đảng Cộng sản ở trong đó, đặc biệt là cái sự ra sức bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng này là lá cờ, là cái lá cờ, là cái quốc kỳ của đất nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đấy. Đó là một cái sự chuyển hóa hoàn toàn là tự nhiên, không phải ngẫu nhiên mà cái lá cờ này lại được toàn dân người ta chấp nhận một cách tự nguyện và đầy tự hào như thế. Đấy. Bởi vì nếu mà lá cờ của một cái tổ chức khác ấy, thì một người nào đó đưa ra, nếu nó không có cái sức lan tỏa ảnh hưởng từ khắp đất nước Việt Nam từ cái cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đầu tiên ấy, thì không bao giờ, nếu mà có một cái ý kiến đưa ra bàn luận trong Quốc hội như thế, thì không ai có thể nói được cái câu lá cờ này thấm máu của đồng bào để giành đánh thực dân đế quốc, để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Đấy là cái ý nghĩa
cơ bản là cái ban đầu là cái sức mạnh hiệu triệu ban đầu là nó ở đấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta khẳng định lại. Cho nên theo như cái quan điểm của ông Hoàng Duy Hùng là tách rời cái lá cờ này khỏi nguồn gốc Đảng Cộng sản của nó ấy, là một cái âm mưu vô cùng thâm độc. Nó giống y hệt như cái luận điệu của bọn Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Trường Tam những năm 1946. Họ cho rằng đó là chỉ là lá cờ của Việt Minh thuần túy, không đại diện cho ai, chỉ đại diện cho Việt Minh. Đấy. Vậy thì từ cái manh ra ý tưởng phủ nhận lá cờ đỏ sao vàng do đảng của Đảng Cộng sản này thì đã bị Bác Hồ của chúng ta dập tắt. Đó là lá cờ đại diện cho ý chí, cho nguyện vọng của toàn dân, là xương là máu của nhân dân, cho nên không ai có quyền xúc phạm đến lá cờ này. Nhưng đến hiện nay một lần nữa cái ý tưởng này lại được Hoàng Duy Hùng nêu ra một cách là gì ạ? Hắn dùng lời đường mật ca ngợi lá cờ, ca ngợi sức mạnh của nhân dân. Đấy. Nhưng mà lại sổ toẹt đi công lao của Đảng Cộng sản. Hắn cố tình không hiểu rằng sự hòa quyện sức mạnh của Đảng và của dân được thể hiện rõ ràng nhất trong lá cờ. Và những cái sự kiện lịch sử liên quan đến lá cờ này, hắn hoàn toàn lờ tịt đi, không hề nói gì đến. Đấy. Đó là những cái âm mưu vô cùng là xảo trá của Hoàng Duy Hùng. Mà tôi xin phép, tôi không phải là một cái nhà lý luận, cho nên là tôi chỉ nói được đến như vậy thôi. Đấy. Thế còn có những cái ý kiến gay gắt, rất là gay gắt khác, thì cái chuyện đấy thì đúng là quan điểm của mỗi người một ý. Nhưng về tự chung nó có một cái sự thống nhất về tư tưởng. Đó là lá cờ của Đảng Cộng sản, và nó trở thành lá cờ chung của toàn dân, hiệu triệu được sức mạnh của toàn đảng, toàn dân của chúng ta. Đấy, chuyển hóa thành lá cờ Tổ quốc. Cho nên không ai được phủ nhận lá cờ Tổ quốc, và cũng không ai được phủ nhận nguồn gốc của lá cờ của Đảng Cộng sản. Đó là một cái điều thiêng liêng nhất mà đảng không bao giờ muốn đem ra phô trương vỗ ngực để khẳng định rằng đây là lá cờ của đảng, mà đảng luôn luôn nói rằng đây là lá cờ của Tổ quốc. Xin trân trọng kính chào quý vị bà con, kính chào các bạn.